bạn, mình là Thanh Tâm. Hôm nay mình là tâm sự với bạn một câu chuyện. Sáng nay là mình đi uống cà phê cùng với các khách hàng thân yêu của mình. Sau 3 năm không có chia tay với nghề, thì mình đã làm trong nghề tóc là được 30 năm. Và ngày xưa là làm nghề tóc mà, cho nên là uống dũa nhuộm rồi làm tóc là tanh bành hết luôn. Và tóc của mình á, là nó khô sơ gãy và không bao giờ được mái tóc mềm mại được như thế này đó các bạn. Đó, luôn luôn lúc nào hả nhìn thấy tóc của mình nó khô giống như cái chổi vậy đó các bạn. Đó thì hả, sau khi mà mình nghỉ làm 3 năm rồi thì hôm qua là một ngày đẹp trời, gặp lại các chị khách hàng thân thương của mình. Đó, rủ đi uống cà phê thì mấy chị rất là ngạc nhiên nhìn lại cái mái tóc của mình không nhộm này các bạn. Đây là tóc nguyên thủy nha, không nhộm, không nhộm nha. Và bây giờ rất là đẹp ha, ống mượt mềm và suông và rờ vô thì mềm mại, ống ả. Và tóc thì đen và tóc thì mọc rất là nhiều. Ngày xưa là tóc của mình đó là bị hói, rụng hói nè. Cái đằng trước này là không có tóc luôn các bạn. Đằng trước này là nó hói ghê lắm, nó hói không còn tóc luôn. Đó, thì mấy chị cũng nhìn lại thì rất là ngạc nhiên, nói ồ sao mà mình sao mày nghỉ làm tóc rồi thì tóc của mày nó đẹp thế, đẹp vậy, có bí quyết gì thế? Thì mình cũng nói là em cũng chẳng có bí quyết gì hết đó các chị. Đến một ngày đẹp trời thì em gặp được em dược sĩ Mai Lê. Em đã chia sẻ cho em cái chai dầu gội bồ kết hoa bưởi này nè. Đó, thì lúc đầu thì em cũng không tin, tại vì mình cũng chẳng chẹ mà trong nghề tóc mà cái gì cũng biết hết á. Đó, sử dụng thì rất là nhiều loại dầu gội đầu, rồi có nói chung là rất là tập các loại. Nhưng mà cũng tóc vẫn hư là vẫn hư thôi, không phục hồi được. Cho nên vì thế mình cũng chẳng chẹ, đâu có nghe đâu, đâu có tin đâu. Đó, nhưng mà khi em Mai Lê nói là em cam kết với chị. Mặc dù chị gọi hả mấy cái loại kia hả là mấy trăm ngàn, mình có khi mình mua một cặp tới 1 triệu luôn mà, mình gọi hả giá rất là cao đó. Lựa chọn cũng chậm lắm, đâu có dùng hàng Việt Nam đâu, dùng hàng hàng ngoại cơ, hàng nhập cơ, chứ không thèm dùng dùng hàng Việt Nam đâu các bạn. Đó, cũng chậm chẹ lắm. Sau đó thì mình mới nói với em dược sĩ Mê Lê, nói trời ơi chị xài hàng hả 1 triệu kìa, chưa thấy gì nữa, chưa xi nhê gì với tóc của chị nữa, mà em nói sao vậy chị hả, trong nghề mà cái gì mà chị không biết. Về nói chung là nói về dầu gội đầu hoặc là những cái mà thuốc mọc tóc trị gầu. Thì em có nói em không biết là chị như thế nào, chị chọn lựa những sản phẩm trước khi chị dùng như thế nào thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì em cam kết với chị sử dụng cái chai dầu gội đầu này đi. Em cam kết là hả sau khi 1 tháng nếu như mà mái tóc của chị không phục hồi, không theo giống như lời của em nói, thì chị hoàn toàn chị trả lại cho em, mặc dù chị đã gội rồi, chị hết rồi thì chị vẫn trả lại cho em hoàn tiền lại cho chị. Đó, thì mình nghĩ là ồ cái chai này có 200 ngàn thôi. Thôi kệ, coi như là mình bỏ ra 200 ngàn, nếu mà mình sử dụng sau khi 1 tháng mà theo cái lời hướng dẫn của em mà không có thì mình trả lại cho em, là hàng lấy lại 200 ngàn về đó. Sung sướng không đó, thế là hả mình mua về mình gọi. Thì sau khi 1 tháng thì mình coi như là mình mua là ngày 19 tháng 5 các bạn, tại vì mình ghi lại mà, thì có cam kết mà, mình ghi lại thì mình gọi đúng 1 tháng thì mình thấy là đúng như lời của em đã nói và phục hồi lại cái mái tóc của mình. Đây, mái tóc này của mình bây giờ nó rất là mềm mượt suông và cái màu đen nó ống lên rất là bóng nè các bạn, thấy không đó. Thì sau khi mình mua cái chai này về á, thì mình đọc những cái thành phần ở trên đây thì được hoàn toàn chiết xuất là 13 vị thảo mộc nằm ở trên này các bạn. Thì các bạn có thể, nếu như mà mình sở hữu được cái chai này thì mình có thể mình đọc cái thành phần hết, nó nằm hết ở trên này ha các bạn ha. Mình đọc trên này là 13 vị thảo mộc nó nằm ở trên này, cho nên là mình yên tâm. Và có cái công dụng của nó là giảm stress nè, giảm đau đầu, giảm rụng tóc. Và nó nằm ở trên này hết nha các bạn nha. Giảm stress, giảm đau đầu, giảm rụng tóc, giảm hói đầu nè, rồi trị những cái mảng mảng bám nè, ngứa đầu nè, bị gầu nè,
rồi phục hồi lại tóc hư tổn sau khi mình uống vũ nhuộm nhiều nè, đó rồi giúp cho mọc tóc nè, đó hết đầy đủ hết nằm ở trên đây. Mình đọc rất là kỹ đó các bạn, rồi chiết xuất từ ở đâu, công ty nào, công ty nào làm ra, rồi có giấy phép hay không này kia nọ, nó đều nằm hết trên đây. Mình đọc hết, đọc rất là kỹ ở trên đây đấy. Là mình dùng thì sáng nay á, là mình đi uống cà phê thì mình gặp, mình chia sẻ lại cho khách hàng của mình, chia sẻ lại cho các chị, thì các chị mình đưa cho các chị tự đọc thôi đó. Các chị cứ đọc ở trên này đó, các chị cứ đọc ở trên đây đi, và hướng dẫn sử dụng công dụng nó như thế nào, khi mình dùng mình nhận được những gì thì đều có nằm ở trên đây hết đó. Thì các chị đọc đó, mình đưa cho các chị thì các chị đọc thôi đó. Và mình, các chị nhìn thấy thực tế cái máy tóc của mình, các chị không ngờ mà đó. Thì sau đó thì mình hôm sáng mình đi uống là 5 chị, và 5 chị thì lấy 5 chai dầu gội. Và các chị có nói là để các chị về dùng thử, nếu mà cảm thấy được thì các chị sẽ giới thiệu cho người nhà, anh chị em, bà con. Tự vì bây giờ là tất cả mọi người đều bị tóc hư tổn rất là nhiều, vì do là mình uống ép vũi nhuộm, rồi mình gọi những cái dầu bên ngoài thị trường nhiều hóa chất quá, nhiều chất tẩy rửa quá, cho nên nó làm hư tổn cái sợi tóc của mình. Thì ông bà già xưa có nói mà cái răng cái tóc là gốc con người, đúng không các bạn? Đó, nếu mà tóc mình xấu thì người mình cũng không có tự tin. Thế là các chị lấy về 5 chai, 5 chị rồi. Thế là mình kiếm được lợi nhuận bao nhiêu? 500.000 đó. Bán hàng rất là nhẹ nhàng, đúng không các bạn? Đó là bán hàng theo bây giờ là xu hướng là 4.0. Mình không cần phải mà la la hay là gì, mình chỉ cần dùng, cảm nhận, thấy tốt, chia sẻ vậy thôi đó. Rồi từ những cái chị này sẽ thấy tốt, và các chị sẽ chia sẻ và lan tỏa ra nữa, thì mình sẽ có được thêm nhiều khách hàng nữa, đúng không các bạn? Đó, cho nên là mình bán hàng rất là đơn giản, rất là dễ, nhẹ nhàng đó. Nếu mà các bạn, bạn nào đang không hài lòng với cái mức thu nhập của mình, thì ngoài những thời gian rảnh rỗi mà mình muốn kiếm thêm thu nhập 500 tới 1 triệu để mà mình có thêm những cái nguồn thu nhập đó, mình có thể là mình tiêu dùng, mình mua những sản phẩm khác mình dùng, hoặc là mình biếu cho bố mẹ của mình nè, hoặc là mình để dành tiền đó mình có thể mình đi du lịch nè, hoặc là mình để dành tiền mình mua được những cái quần cái áo mình ước mơ mà mình không có thực hiện được. Thì qua những cái câu chuyện này của Tâm, thì các bạn, nếu như các bạn muốn, thật sự các bạn muốn, thì các bạn hãy inbox cho Tâm, hoặc là các bạn để lại số điện thoại cho Tâm, thì Tâm sẽ chia sẻ rất là tận tình về cái cách để mình đang làm như thế nào, mình đang áp dụng như thế nào, và có hiệu quả như thế nào. Đã có hiệu quả rồi thì Tâm mới nói nha các bạn, chứ ở đây Tâm không nói suông nha, Tâm không nói suông. Và mình sử dụng sản phẩm như thế nào, mình đã làm được như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ rất là tận tình những gì mình đã trải qua, những gì mình đã làm được cho các bạn. Đó, các bạn cứ yên tâm và đừng sợ gì hết. Mình hãy nhúng tay vào, mình làm thử. Nếu được thì mình chia sẻ cho những người khác, mình lan tỏa cái giá trị này cho những người xung quanh của mình. Giống như hôm nay Tâm đã lan tỏa ra được cái giá trị mình đã nhận được cho những người xung quanh của mình. Hai bạn ha. Rồi, bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn các câu chuyện thú vị, vui vẻ, tạo ra những cái hạnh phúc, những cái thu nhập, những cái giá trị cho cộng đồng, cho cuộc sống. Thì Tâm sẽ chia sẻ tiếp với các bạn những video kế tiếp nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp lần sau. Và các bạn thấy cái video này có giá trị và giúp Tâm là lan tỏa và hãy giúp Tâm chia sẻ cái video này cho người thân, người quen, người, tất cả các bạn bè của mình đang cần những cái giá trị Tâm mới vừa chia sẻ xong vừa qua. Thì các bạn hãy chỉ dùng một cái động tác nhỏ, hãy share và chia sẻ và lan tỏa và like để giúp Tâm một việc như thế thôi. Rồi xin cảm ơn và hẹn lại các bạn trong những video clip kế tiếp lần sau nhé. Bye bye.